Sinh năm 1970, Ngô Thanh Dân hiện tại 40 tuổi và đang là một trong những sao nữ quyền lực trong showbiz Việt. Từ một ca sĩ trẻ đến diễn viên triển vọng, có được danh xưng đã nữ thôn phim Việt, trở thành bà chủ một công ty quản lý nghệ sĩ và hiện giờ là một đạo diễn, nhà tạo ra những bộ phim điện ảnh gây tiếng vang lớn trong nước và quốc tế, Ngô Thanh Dân được ví như một biểu tượng của người thanh nữ hiện đại, độc lập, thắng lợi. Nhưng đối lập với những thắng lợi trong sự nghiệp, chuyện tình của cô khá lận đận và không ít tai tiếng. Dù vướng nghi án tình cảm với nhiều người nổi tiếng, song đã nữ vẫn chưa một lần công khai người yêu. Đường tình của Ngô Thanh Dân không được gọi là trung chuyên, trắc trở hay rối rắm mà gói gọn trong hai chữ bí ẩn. Có nhiều tin đồn về người tình của Ngô Thanh Dân. Một thời gian khá dài, hai cái tên Ngô Thanh Dân và dâu Ni Trí Nguyễn luôn đi cùng với nhau. Ngô Thanh Dân vì thế mà dướng nghi án làm kẻ thứ ba xem vào hạnh phúc gia đình của dâu Ni Trí Nguyễn. Thời điểm đó, hai người còn lao đao vì bị rò rỉ một số ảnh nóng, được cho là hình ảnh trong quá trình quay phim. Vợ cũ của dâu Ni Trí Nguyễn công khai ám chỉ quan hệ bất soàn xỉn của chồng và Ngô Thanh Dân sau khi hai người đóng chung phim Dòng Máu Anh Hùng. Thông tin này rầm rộ lên không lâu, dâu Ni Trí Nguyễn bất thần đệ đơn ly dị vợ. Điều này càng khiến dư luận có cơ sở cáo buộc Ngô Thanh Dân giật chồng người khác. Đối mặt với can đăng lớn, Ngô Thanh Dân xử lý theo cách giữ lặng ngắt và dần tách khỏi dâu Ni Trí Nguyễn. Bẵng đi một thời gian, không còn tin tức nào chung về cặp đôi. Nhiều người cho rằng Ngô Thanh Dân và dâu Ni Trí Nguyễn đã từng hẹn hò nhưng vì áp lực dư luận nên chia tay. Sau dâu Ni Trí Nguyễn, Ngô Thanh Dân lại nối tiếp vướng tin đồn với một người nam nhi Việt Kiều là Betty Nguyễn khi cùng nhau nhập cuộc vào chung một dự án điện ảnh. Hai người được nhìn thấy đi ăn tối và về căn biệt thự ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh với nhau. Tuy nhiên, Ngô Thanh Dân cũng chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ này. Năm 2017, Ngô Thanh Dân và đạo diễn phim công cùng Quýt Lan Do đang dốc Robert bị nhìn thấy hình thành tình tứ cùng nhau tại một khách sạn lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Vị đạo diễn này còn thẳng nhiên ôm eo Ngô Thanh Dân giữa nơi đông người. Sau khi tin đồn này lắng xuống, Do đang dốc Robert thừa nhận Ngô Thanh Dân là một khoảnh khắc đi qua cuộc đời của anh. Về phía đã nữ, cô vẫn như mọi khi, lãnh cảm với tin đồn tình cảm. Đến thời điểm hiện tại, không ai rõ rệt là Ngô Thanh Dân đã trải qua bao nhiêu mối tình, và trong số những tin đồn đó thì đâu là thật đâu là giả. Ở độ tuổi 40, đã nữ vẫn lẻ bóng và kiên quyết kín đáo tiến về tất cả mọi thông tin đời tư. Những gì mà người theo dõi nhìn thấy ở cô chỉ là một nhà tạo ra tài giỏi, quyết liệt và bản lĩnh không thua soàn xỉn đấng nam nhi.